Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Gia Bảo Luxury. Mẫu đồng hồ hôm nay tôi muốn giới thiệu cho các bạn đó chính là một thiết kế đến từ thương hiệu IWC. Đó là mẫu đồng hồ trên bộ sưu tập Ingenieur nổi tiếng của hãng. Bộ sưu tập này cũng được sáng tạo bởi nhà thiết kế đại tài Giragenta. Có thể coi là anh em với cả những mẫu đồng hồ nổi tiếng như là Royal Oak hay là Nautilus. Đặc biệt hơn, mẫu đồng hồ này còn được giới thiệu để kỷ niệm một chuyến thám hiểm cực kỳ nổi tiếng. Đó là chuyến thám hiểm của tàu Plastiki. Vâng, đây là một chuyến thám hiểm cực kỳ đặc biệt khi con tàu này sử dụng nguyên liệu làm từ chất liệu tái chế, chỉ là những cái chai nhựa rất là bình thường thôi, và vượt qua được Thái Bình Dương. Vâng, cái thiết kế này thì nó khá là quen thuộc, giống với tất cả những cái mẫu đồng hồ Ingenieur. Tôi nói Giragenta là người sáng tạo ra mẫu Ingenieur, thực ra là không phải, bởi vì mẫu Ingenieur ra đời từ rất lâu rồi. Và chính xác thì Giragenta là một người tái sinh và làm lại diện mạo cho chiếc đồng hồ này. Chúng ta vẫn có thể thấy những thiết kế nó quá quen thuộc như là vành bezel này. Bezel thì có 5 cái lỗ để có thể sử dụng để tháo cái vành bezel này ra. Thiết kế dáng vỏ hơi giống tonneau, hơi bầu một chút. Và vành bezel tròn với 2 tầng. Đây là những thiết kế được giữ nguyên từ những năm 1976, là thời điểm đầu tiên ra đời mẫu Ingenieur của Giragenta. Bộ vỏ này thì có đường kính 46mm, khá là lớn và đồ sộ. Cũng đúng thôi, bởi vì mẫu đồng hồ này được chế tạo ra nhằm phục vụ những nhà khoa học, những người nghiên cứu khoa học, và phải đáp ứng được hai yêu cầu quan trọng nhất: khả năng chống nước tốt, chống từ tốt, và thêm một cái nữa là khả năng chống va đập tốt nữa. Đó chính là cái lý do tại sao được cái núm chỉnh giờ này được bảo vệ bởi hai cái tai càng rất là lớn, giống như hai cái nút bấm chronograph vậy. Nhưng mà thực ra là mẫu đồng hồ này thì không phải là chronograph. Bộ vỏ đã hoàn thiện xước tất cả, và phần càng nối dây được nối liền với dây. Đây là thiết kế phổ biến và thường xuyên nhìn thấy trong những cái sáng tạo của Giragenta. Chúng ta có thể thấy rất quen thuộc, giống như là mẫu Nautilus hay là mẫu Royal Oak thì cũng có thiết kế gần tương tự. Nó là anh em cùng một nhà cả. Ở đây thì bạn có thể thấy là tên thương hiệu IWC cùng dòng chữ là Probus Carfusia, thì tôi sẽ tạm dịch đó là niềm tự hào của Schaffhausen. Và Schaffhausen chính là quê nhà của IWC. Và bạn có thể thấy cái dòng chữ Schaffhausen được viết ở trên mặt số đây. Vâng, mẫu đồng hồ này thì được kết hợp với bộ dây cao su màu xanh dương. Thực tế thì với những mẫu đồng hồ của Giragenta, tôi sẽ đánh giá cao cái bộ dây kim loại hơn. Nhưng mà thực ra là mẫu đồng hồ này thì tôi vẫn rất thích, bởi vì cái dây cao su này cực kỳ êm và đeo rất là sướng tay. Bộ khóa thì rất đơn giản thôi. Chúng ta thấy khóa cài và khác thương hiệu IWC ở đây. Bộ khóa này trông khá là lớn, rất là phù hợp với cái dây. Và những cái dây này có lỗ cũng khá là to, và bạn sẽ có thể sâu vào mà không sợ bị biến dạng như nào cả. Như những cái dây đục lỗ như này thì một thời gian nó sẽ bị, cái lỗ dây nó sẽ bị kéo giãn ra, đúng không? Nhưng mà với dây này thì bạn yên tâm, không vấn đề gì xảy ra. Có một điểm khá đặc biệt khác nhưng mà tôi sẽ nhắc đến sau khi nói về mặt số. Mặt số thì chúng ta có thể thấy rất là quen thuộc của Ingenieur, đó chính là vân guilloche, hình vân giấy ở đây, được trang trí khắp mặt số. Và chính là cái điểm đặc biệt này đây, tôi muốn nhắc đến đó chính là cái vân giấy này, thì nó giống với cả trên dây này và kể cả mặt sau nữa. Mặt sau bạn có thể thấy là những đường vân này rất là rõ, giống hệt trên mặt số luôn. Và có một điểm mà không thể không nhắc đến ở mặt sau chiếc đồng hồ, đó chính là hình được điêu khắc ở đây. Thì bạn thấy quen, đây chính là cái bản đồ thế giới này. Đây là châu Mỹ này, và đây là châu Úc. Quãng đường nối ở đây chính là quãng đường biển mà chiếc tàu Plastiki đã đi qua 3 hòn đảo lớn, và đi từ San Francisco cho tới Sydney. Và đây có thể thấy đây là con tàu Plastiki huyền thoại chúng ta đó.
Cạnh này chúng ta có thể thấy dòng chữ là one out of 1000, một trong 1000 chiếc. Và mẫu đồng hồ này chỉ được sản xuất phiên bản giới hạn 1000 chiếc mà thôi. Và chúng ta sẽ tiếp tục phân tích mặt số chiếc đồng hồ. Thì bên cạnh những cái vân giấy quen thuộc đây thì chúng ta có thể thấy là mặt số được kết hợp với hai tông màu quen thuộc. Và tông màu, thực ra là hai tông màu này thì kết hợp trên toàn bộ chiếc đồng hồ, đó chính là màu trắng và màu xanh lam. Vâng, thì mặt số là được thiết kế màu trắng này. Những cái cọc số chỉ giờ thì có viền và viền kim loại, và bên trong màu xanh sơn, màu xanh lam, mà toàn bộ kim cũng có cái cách thiết kế tương tự. Nhưng mà có một điểm đặc biệt, đó chính là kim dây ở đây. Và thấy kim dây di chuyển thì có đầu và màu đỏ. Thì bên cạnh tất cả những cái tông màu trầm như thế thì nó xuất hiện thêm một cái kim dây màu đỏ, tông màu nóng để nổi bật hơn một chút. Và tôi cũng khá là thích cái chi tiết nhỏ nhỏ như này. Cái thứ tôi thích nhất trên mặt số đó chính là cái cọc số này. Cọc số 12 giờ, cọc số 6 giờ. Được cái trang trí cái bộ khung là bằng kim loại và sáng rất là tốt. Nhưng bên trong lại có cái màu xanh dương làm mát mắt hơn. Thì kết hợp giữa hai cái tông màu này làm tôi cực kỳ thích. À, chúng ta có một cái cửa sổ nhỏ nhỏ ở đây. Thì chỉ ngày. Thì cũng giống như là tất cả những cái mẫu đồng hồ khác thôi. Nhảy qua 12 giờ và tất nhiên là không nên chỉnh trong cái lúc nhảy giờ rồi. Nhưng mà cái lịch ngày này hơi bé mà lại không có kính lúp. Thực ra là cũng không ảnh hưởng nhiều đâu, nhưng mà với một số người mắt kém thì có thể nó hơi khó nhìn một chút. Vâng, tôi sẽ cùng phân tích bộ máy của chiếc đồng hồ. Khá là đáng tiếc khi chiếc đồng hồ này sử dụng đáy kín. Điểm lợi đó là khoe được cái hình chiếc tàu plasticky ở đây. Điểm hại là chúng ta không thể nhìn được bộ máy bên trong. Chúng ta sẽ không nhìn được cơ chế lên dây cót Peloton của chiếc đồng hồ này. Và tất cả những chi tiết máy hoạt động bên trong thì không thể thấy được. Rất là đáng tiếc. Thì tôi sẽ nói qua một số thông tin cơ bản của bộ máy. Bộ máy caliber 80110 thì có khả năng chống từ lên 80.000 nam. Và con số này khá lớn. Nó gấp tới 16 lần so với cả những cái mẫu đồng hồ kháng từ thông thường của Thụy Sĩ. Như tôi đã nói lúc trước, cái thiết kế Engineer thì vốn được sản xuất là để phục vụ nhà khoa học. Đây là khả năng chống từ tốt, khả năng chống nước tốt và chống va đập cũng tốt. Bộ máy này thì sử dụng 28 chân kính, hoạt động với thông số 28.800 bpH, rất là quen thuộc và thông dụng cho ngày nay. Một số bộ máy khác thì sẽ hoạt động nhanh hơn hay là chậm hơn. Ví dụ như của Hatmoser thường là sẽ là 21.600, của Zenith đặc biệt là em Primero sẽ lên tới 36.000, nhưng mà trung bình của Rolex và IWC Omega thường là 28.000. Và bây giờ tôi sẽ chỉnh giờ trên đồng hồ. Thao tác chỉnh giờ thì cũng khá đơn giản thôi, nhưng mà một cái chú ý đó chính là cái núm chỉnh giờ này phải bạn ra một chút. Cái núm cổ chai này thường thiết kế cho những mẫu đồng hồ lặn hoặc những mẫu đồng hồ khả năng chống nước tốt. Thì vặn như này sẽ làm tăng khả năng chống nước trên đồng hồ. Và vặn ra rồi thì núm này bật ra, rút ra, rút hết cỡ ra thì sẽ là chỉnh giờ. Và bạn nên chỉnh giờ trước, chỉnh giờ để qua cái khung từ 11 giờ đến hơn 1 giờ đó, trong có thể khoảng thời gian đó lịch nhảy ngày thì nên chỉnh qua chỗ đấy đi. Nhưng mà bây giờ tôi đang biết đây là 10 giờ sáng rồi nên tôi không cần phải cái bước đó nữa. Chúng ta đóng lại một chút và chỉnh ngày. Đây là chỉnh ngày. Bây giờ đang ngày 17. Mặn lên. Vâng. Khá là nhẹ nhàng. Đó. Vâng, bây giờ tôi thử lên tay chiếc đồng hồ này. Chiếc đồng hồ này như tôi đã nói thì kích thước khá là lớn, 46 mm rồi. Nhưng mà càng nối dây thì nó ngắn. Cái hay của chiếc đồng hồ này chính là càng nối dây ngắn, nên là dù có 46 mm thì nó vẫn có thể đeo vừa tay với những người cổ tay bé hơn như tôi, cổ tay 16 cm thì đeo vẫn được. Tất nhiên là nó lớn quá trông rất là hầm hố. Vâng, mỗi đồng hồ IWC Engineer Plasticky được bán mức giá chính hãng là 8.300 USD.
Nhưng mà tất nhiên nếu mới ra mỏ Luxury thì các bạn sẽ được mức giá chiết khấu ấn tượng nhất. Để biết thêm chi tiết về chiếc đồng hồ này, các bạn có thể truy cập ra mỏ Luxury.com. Và xin chào và hẹn gặp lại.